Thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc trong ngày hôm nay vẫn chưa có nhiều biến đổi. Trong sáng nay thì những luồng gió đông nam đưa nhiều nguồn ẩm từ biển và đất liền, nên khu vực Đông Bắc và khu vực Đồng bằng Bắc Bộ trời nhiều mây và có mưa rào nhẹ vài nơi. Thời tiết khá mát mẻ trong sáng sớm ngày nghỉ cuối tuần. Đến trưa chiều thì trời giảm mây và hửng nắng nhiều, nhiệt độ theo đó cũng có xu hướng tăng dần, phổ biến trong khoảng là từ 31 cho đến 34 độ, một số nơi xấp xỉ ngưỡng nắng nóng do yếu tố địa hình hoặc là hiệu ứng đô thị nên cảm giác oi nóng vẫn xuất hiện trong một vài tiếng giữa trưa và đầu giờ chiều. Đến chiều tối và đêm thì mưa rào và dông lại có điều kiện xuất hiện, song tập trung ở các tỉnh vùng núi ở phía Bắc và Tây Bắc. Riêng ở tại Điện Biên, Lai Châu có mưa rào và dông nhiều hơn. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh nên người dân cần chú ý đề phòng. Với các tỉnh miền Trung thì do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới ở trên Biển Đông nên mưa có xu hướng tăng tại đây trong hôm nay cũng như những ngày tới. Mưa tập trung ở tại khu vực từ Quảng Trị trở vào cho đến Bình Thuận. Một số nơi ở tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi còn có mưa vừa và mưa to. Do nhiều mây, có mưa nên nhiệt độ ở khu vực phía Nam đèo Hải Vân chỉ dao động trong khoảng 30 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế có nhiệt độ cao hơn từ 31 đến 34 độ. Như vậy là cả miền Trung không còn nơi nào xuất hiện nắng nóng. Tình hình thời tiết mưa nhiều ở tại Tây Nguyên và Nam Bộ chưa có dấu hiệu chấm dứt. Mưa rào và dông xuất hiện nhiều vào khoảng thời gian chiều tối. Mưa vừa mưa to vẫn có thể lặp lại ở tại khu vực Đắk Lắk, Đồng Nai, Hậu Giang, Kiên Giang và Cà Mau. Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên mưa tăng về diện và lượng. Chính vì thế mà nhiệt độ tại đây có xu hướng giảm nhẹ. Thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều nay đều phổ biến trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ cho các tỉnh Nam Bộ và hầu khắp các nơi đều dưới 29 độ cho các tỉnh Tây Nguyên. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Sang đến hôm nay thì vùng áp thấp nhiệt đới ở trên Biển Đông vẫn chưa mạnh lên thành bão. Tuy nhiên hoàn lưu của áp thấp cũng đủ để gây biển động ở tại khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía đông nam quần đảo Hoàng Sa với gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Trong 2 ngày 27-28 tháng 6 thì áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên và di chuyển hướng về phía Vịnh Bắc Bộ nên bà con ngư dân cần phải chú ý để tìm nơi trú tránh an toàn, cũng như không ra khơi trong những ngày sắp tới. Ngoài ra, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên khu vực phía Nam của Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau liên tục có mưa rào và dông mạnh. Gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Như vậy là các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều còn khá oi nóng. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa rào và dông, có nơi còn có lượng mưa lớn, đề phòng sạt lở hay là lũ tại các nơi có địa hình đồi núi dốc. Ngoài ra, thì vùng áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ gây biển động cho hầu khắp các vùng biển phía Nam nước ta. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 26 tháng 6 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Ngày hôm nay, thời tiết tại các tỉnh thuộc Bắc Bộ sẽ có sự biến đổi đôi chút. Nằm ở rìa phía Bắc của giải hội tụ nhiệt đới đang có xu hướng nâng trục lên phía Bắc. Trên cao là sự chi phối của trường gió đông đến đông nam ẩm. Do vậy, Bắc Bộ trời nhiều mây, mưa có khả năng xảy ra rải rác trên khu vực, tập trung nhiều cho các tỉnh vùng núi phía Tây, vùng ven biển và ngay cả các tỉnh Nam Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, cũng có khả năng có mưa trong thời điểm ban sáng. Nhiệt độ trưa chiều sẽ giảm hơn 24 giờ trước đó. Giải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông có xu hướng nâng trục chậm dần lên phía Bắc, cũng tác động đến khu vực miền Trung. Do vậy mà nơi đây sẽ nhiều mây, mưa rào xảy ra rải rác tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh về đêm và sáng, trong khi các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận là vào khoảng chiều tối và đêm. Còn các tỉnh còn lại, từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, mưa dông sẽ tăng hơn và xảy ra bất kể thời điểm nào trong hôm nay. Dự báo sang đến ngày mai thì các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên sẽ có mưa vừa đến mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to kèm theo gió mạnh nên ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông đi lại của người dân. Nằm ở phía nam của dải thời tiết xấu với đới gió Tây Nam có cường độ mạnh nên Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa dông ở nhiều nơi. Thời điểm mưa thường xảy ra vào khoảng trưa chiều, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Khi lưu thông trong thời điểm trên thì quý vị và các bạn cần chú ý quan sát và hạn chế tốc độ. Nên nhiệt độ các khu vực này ít biến đổi so với 24 giờ trước đó, cao nhất từ 27 đến 30 độ ở Tây Nguyên và từ 30 đến 32 độ tại Nam Bộ.
Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thời tiết sẽ có đôi chút chuyển biến trên khu vực Hà Nội. Trời nhiều mây hơn, mưa rào với xác suất xảy ra cao trong thời điểm ban sáng. Nhiệt độ trưa chiều tại thủ đô chỉ dừng lại ở mức từ 31 cho đến 33 độ. Đến đêm thì trời nhiều mây, có mưa rào ở một vài nơi và nhiệt độ hạ xuống, chỉ còn khoảng từ 26 đến 27 độ. Nhìn chung, các hoạt động giao thông và du lịch của người dân vẫn diễn ra trong khoảng trưa chiều, nên nhiệt so với trung bình nhiều năm ở mức dễ chịu. Quý vị và các bạn nên hạn chế sử dụng máy lạnh để tiết kiệm được nguồn điện năng. Nằm trong xu thế chung của các tỉnh ven biển ở phía Đông Bắc Bộ nên ngày hôm nay, thành phố Hải Phòng cũng nhiều mây, có mưa rào trong thời điểm ban sáng và về đêm. Đến trưa chiều thì thời tiết giảm mây, có nắng nhẹ và thuận lợi trở lại cho các hoạt động vui chơi giải trí của người dân trong dịp cuối tuần. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay cũng chỉ phổ biến từ 30 đến 32 độ. Về đêm và sáng thì nhiệt độ dao động quanh mức là 26 độ, cùng với độ ẩm khoảng từ 72 cho đến 93%. Giải mây dông đang có xu hướng hoạt động mạnh dần và tác động đến khu vực ven biển Trung và Nam Trung Bộ, bao gồm cả thành phố biển Đà Nẵng. Chính vì vậy mà ngày hôm nay, thành phố này nhiều mây, có mưa dông xảy ra bất kể thời điểm nào trong ngày. Nhiệt độ trưa chiều chỉ duy trì quanh mức từ 29 đến 31 độ. Dự báo trong những ngày sắp tới thì mưa dông và gió mạnh còn có khả năng tăng hơn, nên sẽ không thuận lợi cho các hoạt động khai thác và đánh bắt hải sản của ngư dân ở vùng biển. Đêm nay, thành phố còn nhiều mây, có mưa, với nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 25 độ, độ ẩm không khí lúc này là 95%. Tại thành phố Đà Lạt ngày hôm nay thì mưa dông cũng xảy ra bất kể thời điểm trong ngày. Lưu ý là vào khoảng chiều tối thì mưa sẽ tăng nhiều hơn về lượng. Do trời nhiều mây và liên tục có mưa dông nên nếu có dự định du lịch tại đây thì quý vị và các bạn cũng nên cân nhắc. Nền nhiệt tại Đà Lạt luôn trong ngưỡng thấp và chỉ dao động từ 17 đến 23 độ. Trong khi đó thì độ ẩm không khí khá cao nên cảm giác lạnh sẽ kéo dài trong cả ngày. Nằm ở phía nam của dãy áp thấp với đới gió Tây Nam duy trì với cường độ mạnh, nên tại các tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa lớn được dự báo sẽ tập trung trong khoảng chiều tối đến đêm, nên các hoạt động giao thông vào thời điểm này cần cảnh giác với đường trơn trượt và khả năng ngập úng trên những tuyến đường trũng. Ngoài ra, do những xáo trộn lớn trong bầu khí quyển nên trong cơn dông sẽ thường tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là sấm sét và gió rất mạnh. Nếu đang có kế hoạch du lịch tại đây thì quý vị và các bạn không nên di chuyển theo đường sông nước. Ngày hôm nay nhiệt độ tại thành phố sẽ không vượt quá là 31 độ. Thành phố miền Tây Cần Thơ duy trì nhiều mây, mưa rông sẽ tăng hơn so với 24 giờ trước đó. Thời tiết ở khu vực diễn ra mát mẻ với nền nhiệt trong ngày chỉ từ 24 đến 31 độ. Dự báo đợt mưa này còn có khả năng kéo dài thêm từ 2 cho đến 3 ngày tới. Bà con nên có các biện pháp điều tiết nước hợp lý và tranh thủ thời gian mưa ngớt để gặt hái nông sản. Thời điểm thích hợp hơn cả, đó là khoảng sau 8 giờ cho đến 10 giờ sáng.